Hello, A Tuân TV xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đến một địa điểm khá là thú vị ở Hạ Long này nha. Đấy, đây là khu trung tâm của bên bãi cháy Hạ Long nha mọi người nha. Đấy, đấy, đây là khu trung tâm nha mọi người nha. Đấy. Hiện tại mình đang đứng ở con đường dẫn nhá, con đường này là dẫn vào khu bãi tắm bãi cháy nha mọi người nhá. Đấy, đấy, con đường giờ này cũng còn lác đác người đi lại này mọi người này. Đấy, xa xa kia là khu chung cư nhá mọi người nhá, khu dân cư nhá. Đấy, còn đây là hồ này, đấy hồ sinh thái nha mọi người nhé, đấy hồ sinh thái ở giữa khu trung tâm nha mọi người nhá. Đấy, xa xa kia là chiếc xe bãi cháy này mọi người này, đấy con đường dẫn đi vào khu bãi tắm bãi cháy nha mọi người nhá. Đấy, nó được nối liền với con đường quốc lộ 18 nha mọi người nhá. Đấy, nếu mà đi thẳng con đường 18 thì nó sẽ dẫn ra cái khu bên Hồ Gai nha mọi người nha. Đấy, đấy còn bên kia là chúng ta một cái hồ này mọi người này. Đấy, đấy nhìn lung linh huyền ảo chưa. Đấy, đêm rất là đẹp đấy nha mọi người nha. Đấy, mùa này thì khách du lịch thì khá là ít mọi người ạ. Đấy, mùa này thì tầm này mùa hè thì tầm này thì mùa hè nó rất là đông. Đấy, rất là đông người đi còn kẹt đường luôn đây mọi người ạ. Đấy, giờ là thời điểm vào 10 giờ nhá mọi người nhá. Đấy, 10 giờ đấy mới đi làm về, ra đây tranh thủ quay cho mọi người xem cái khung cảnh mùa đông tại du lịch bãi cháy Hạ Long là như thế nào nha mọi người nha. Đấy, đấy rất là đẹp luôn này. Đấy, đấy mình đang tiến lại khu trung tâm nha mọi người nha. Đấy, đấy khu trung tâm đấy là khu mùa hè là tập trung ăn uống rất là nhiều luôn đấy mọi người ạ. Đấy, bên dọc bên này là hai bên đường nhỏ cũng dẫn ra khu vực bãi tắm bãi cháy nhá mọi người nhé. Đấy. Đấy, mình đang đứng ở khu trung tâm luôn mọi người ạ. Bây giờ thời tiết thì se lạnh một tí nhé, bước sang mùa đông rồi nha mọi người nhá. Cơm chớm mùa đông là ban đêm tầm này là cũng phải mặc áo khoác dày dày ra nó đỡ lạnh, không bị lạnh lắm mọi người ạ. Đấy, vẫn nghe tiếng nhạc ầm ầm như bên khu vực bệnh viện bãi cháy thì cái nhà quán bar hoạt động này mọi người ạ. Em sẽ tiến lại gần hơn khu vực trung tâm nhé cho mọi người xem nó đẹp thế nào nha mọi người nhá. Quay cho mọi người xem cái cảnh hai bên bờ hồ sinh thái nha mọi người nha. Đây, đấy, rất là đẹp luôn này. Đấy, còn xa xa kia là cái khu vực là bến xe bãi cháy nhá. Đấy, với lại cái bệnh viện bãi cháy ở đằng kia nha mọi người nha.
đấy. Còn đi về hướng kia là đi về bên Hòn Gai nhá mọi người nhá. Quay thể cho mọi người xem này. Đường xá ở đây là cực kỳ sạch sẽ nha mọi người nhé, rất là đẹp luôn. Ở đây bên hai bên đường người ta hay trồng cây dừa cảnh, hơi mọc phết. Góc kia là đi về bãi biển Hùng Thắng. Đấy, bên kia là bãi biển Hùng Thắng nha mọi người nhé. Tách về bên này là đi sang khu bãi tắm Bãi Cháy này. Đấy, nó có hai đường nha mọi người nhé. Đấy. Mọi người thấy có huyền đảo không? Hôm nay thì trăng rất là đẹp luôn. Ánh điện phản xuống nhìn rất là đẹp. Đấy, đây là khung cảnh của khu vực trung tâm Bãi Cháy nha mọi người nha. Đấy, em sẽ quay lại cho mọi người xem một lần nữa nha. Đấy, 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 nhìn này. Đấy. 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 Quay lại cho mọi người xem một lần nữa nha. Đấy, giờ em sẽ di chuyển về khu vực đường Tám Lan nhá. Đấy, đến đây quay cho mọi người xem nha mọi người nha. Đấy, hẹn gặp lại mọi người ở đường Tám Lan nhá. Đấy, giờ em di chuyển sang đấy đây.